thế? Đại nhân, tại sao chuyện gì ngài cũng theo Thiên Báo Huynh vậy? Sao chị hả? Cái gì mà sao chứ? Lần này là ngài phụng chỉ vào kinh, vốn dĩ nên mặc quan phục ngồi kiệu quan chứ, nhưng mà bây giờ thì hay rồi, lại nghe theo huynh ấy gì mà đi bộ vào kinh. Đường xa như vậy, ngài muốn cùng huynh ấy đi bộ vào kinh sao? Bành Hương, người làm quan lẽ ra phải nên đơn giản nhẹ nhàng. Hơn nữa lần này Thiên Bá đã có nhà hướng, muốn đi bộ tới kinh thành, đương nhiên ta phải đi cùng. Như vậy không những tiết kiệm được tiền của dân, còn có thể rèn luyện được thân thể, sao ta lại không thể làm chứ? Với lại nếu ta dẫn theo cả đoàn người đi lên kinh thành, ngươi nghĩ chức quan quyền nhỏ bé của ta to tới cỡ nào? Tới lúc đó tới kinh thành ta gặp ai cũng phải cúi đầu vái lại, như vậy mới nhục nhã đó. Dạ. Cũng phải, làm quan có cái khó của quan. Bành Hưng để đã hiểu dụng ý của đại nhân rồi chứ? Yên tâm đi Thu Đại Ca, để biết rồi. Nè, đẹp quá đi. Nè, trả ta đi. Không trả. Cô việc của ta làm gì chứ? Cái này Quỳnh muốn tặng tôi đúng không? Ai nói là tặng cho cô chứ? Trả cho ta. Không trả. Cô Quỳnh không phải tặng cho tôi. Ở đây toàn là nam nhân, chỉ có một mình tôi là nữ. Nếu Quỳnh không tặng cho tôi thì là tặng cho ai đây chứ? À, đều là nam nhân thì ta phải tặng cho cô sao? Đừng có mơ. Không trả. Đưa đây. Thiên Bá, vậy cây trăm ngọc này rốt cuộc cậu muốn tặng cho ai đây? Thiên Bá, nghĩ thông suốt rồi hả? Lần này sẽ vui vẻ vào kinh để làm phò mã có đúng vậy không? Chính là vì tôi không muốn làm phò mã, cho nên khi đại nhân kêu tôi nhanh chóng vào kinh, tôi lại cứ muốn đi bộ tà tà, từ từ mà đi, để coi tới chừng nào mới tới kinh thành đây. Nè, nếu như Quỳnh đã không muốn làm ngạch phò thì cây trăm này Quỳnh muốn tặng cho ai? Phải đó, Thiên Báo Huynh, Huynh cứ nói ra đi, rốt cuộc Huynh định tặng cho ai? Cây trăm ngọc này của ta là muốn tặng cho... Cẩn thận! Đại nhân cẩn thận! Tô Cân, ngươi là kẻ nào? Lại dám bịt mặt, tức cản đường ta lên đường. Đại nhân, người này chỉ có lẽ là tên đạo tặc cướp giữa đường, để tôi giải quyết hắn cho đại nhân. Kim Trung Trảo, Thiết Bố Sam. Ta và ngươi rốt cuộc có thâm thù đại hận gì hả? Chiêu nào cũng muốn dồn ta vào chỗ chết hả? Đại nhân, người phụng chỉ đưa Thiên Bá vào kinh, mau đi đi, chỗ này giao cho tôi. Thôi quá, chỉ có mình huynh ta không yên tâm đâu. Không sao đâu, tôi và Như Sơn cô nương ứng phó được. Phải, ở đây đã có tôi và Thu Đại Ca, các người mau đi đi. Không được, Thiên Bá, đừng để lỡ việc, đi mau. Vậy giải quyết xong chuyện này thì đuổi theo nha. Tôi biết rồi. Đại nhân, đi thôi. Nhị sư huynh, ngươi là chuột hả? Bán ngày bán mặt lại che mặt, không dám gặp người sao? Còn có ta đây. Đại sư huynh. Âu Dương Thiên Sinh. Nè, lúc nãy sư đệ của ta nói chuyện ngươi không nghe sao? Bỏ khăn che mặt của ngươi xuống đi ha, cho tất cả bọn ta ngắm dung nhan của ngươi. Đại sư huynh, thì ra huynh thật sự chưa chết. Nếu ta chết rồi ta có thể đứng ở đây được sao? Đừng nói nhiều nữa, mau xem hắn lại. Ừ.
Thu Quán! Thu đại ca! Thu Quán! Thu đại ca! Thì ra là ngươi! Đi trước đi! Lại là ngươi! Lần trước để các ngươi chạy thoát, lần này các ngươi có một cánh cũng khó mà bay đâu. Hắn chính là kẻ đã sử dụng U Minh Chưởng. Được, hôm nay ta cho các ngươi thưởng thức U Minh Chưởng. Đứng dậy đi, còn đánh nữa được không? Sư phụ! 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 Ba đứa các con thiệt là mất mặt, chỉ có U Minh Chưởng cổn con cũng không đấu lại. Sư phụ à, chuyện này sao trách tụi con được? U Minh Chưởng trên giang hồ thất truyền bao nhiêu năm nay, tụi con chỉ nghe nói chứ đâu có thấy. Đúng đó sư phụ, con và sư muội đã dùng tới thiên sơn kiếm pháp, rồi thêm cả đại sư huynh cũng đánh không lại hắn luôn đó. Đúng đó. Đó là do hai đứa các con tập luyện vẫn chưa đủ thuần thục, làm hỏng cả danh tiếng của sư phụ. Đứng dậy. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Sư phụ. Gì nữa đây? Sư phụ, người cần nói, lúc nãy người chỉ nhẹ nhàng ra tay, thế tên bịt mặt đó liền bỏ chạy. Chắc chắn người còn có công phu thượng thừa chưa dạy tụi con. Ôi trời, còn trách ta nữa hả? Tại các con bình thường không cố gắng học. Hả? Ê, Thu Quán! Thu Quán! Thu Quán hả? Thu đại ca! Thu Quán! Hắn đã trúng U Minh Chưởng rồi. Hả? U Minh Chưởng? Sư phụ, vậy phải làm sao đây? Sư phụ, người mau cứu quên ấy đi. Thu đại ca là người tốt đó. Phải đó. Đừng đóng ruột, đã có lão quái tử ta đây, làm sao hắn ta chết được chứ? Dạ. Dừng tay. Tất cả lui xuống đi. Dạ. Mời. Mời bên này. Mau vào đi. Dương gia. Ở đây không có người ngoài, bà có thể bỏ khăn che mặt xuống được rồi. Dương gia, vị này là Bình Nam Dương Phi. Tham kiến Bình Nam Dương Phi. Thật không ngờ, ta tự biết võ công không tệ nhưng lại bại dưới tay Âu Dương Đức. Dương Phi à, bà có cần bổn Dương giúp bà một tay không hả? Không cần. Ta chẳng qua chỉ hao tổn một chút thể lực mà thôi, không sao hết. Ta biết là Dương Phi bà quyết tâm báo thù, muốn giữa đường chặn giết tên Hoàng Thiên Bá. Nhưng mà ta vẫn không đấu nổi với hắn, ta không cam tâm. Dương gia, bây giờ phải làm sao đi? Giờ ta muốn nói chuyện riêng với Dương Phi một chút. Cổ nương à, ngươi ra ngoài đi. Dạ. Chú ý, trông coi cho kỹ đám thuộc hạ của ngươi, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai vào đây. Dương gia, ngài dẫn ta tới chỗ này để làm gì? Đây chính là gian mật thất, không có lệnh của bổn Dương, bất kỳ ai cũng không được vào. Cuộc nói chuyện của chúng ta tuyệt đối không có kẻ thứ ba nào biết được. Có chuyện quan trọng gì cần nói sao? Ta biết là Dương Phi đối với Khang Hy vô cùng bất mãn.
Không dám. Ta chỉ là phi tử của Bình Nam Dương mà thôi, nhận được hoàng ân, sao ta lại dám bất mãn với hoàng thượng? Bình Nam Dương phi, bà không cần che giấu nữa. Tâm trạng của bà, bổn dương đây có thể hiểu rõ. Cho nên ngày hôm nay bổn dương mời Dương phi tới đây là muốn thẳng thắn nói chuyện. Bổn dương ta muốn giúp cho các người. Dương phi à, bà đừng tưởng rằng bổn dương không biết. Bình Nam Dương lúc trước kia bị Khang Hy chiêu hàng, thống lĩnh toàn bộ binh lính của mình cạo tóc để thể hiện lòng trung thành. Thực ra thì các người cùng với Bình Tây Dương Ngô Tam Quế vẫn âm thầm qua lại. Làm gì có chuyện đó? Dương phi à, đó là do bọn ta đã âm thầm theo dõi thư từ qua lại giữa các người và Bình Tây Dương Ngô Tam Quế. Bức thư này sao lại ở chỗ ngài? Chuyện này bà không cần biết. Thật ra chúng tôi đã chú ý bà từ lâu rồi. Bà yên tâm đi, nếu như ta muốn bẩm báo với Khang Hiền thì đã trình bức thư này lên lâu rồi. Chúng ta đã không ngồi đây cho mất công làm gì. Tên Khang Hy hồ đồ đó lại đi thả Hoàng Thiên Bá ra, còn cho hắn làm gạch phò. Hai vị cách cách của ông ta còn hành ta như vậy. Hắn ta cũng không nghĩ coi, lúc đầu tam phiên bọn ta phản bội nhà Minh, dẫn quân đầu hàng nhà Thanh. Hôm nay hắn còn hạ lệnh tấn công Ngô Tam Quế. Ta đúng là thấy cảnh thỏ chết cáo buồn mà. Tâm trạng của mọi người bổn dương hiểu hết. Nhưng mà bổn dương thật lòng muốn nói với bà, năm xưa bổn dương đi theo lão tổ tông ra chiến trường Nam Chinh Bắc Chiến, nhưng sau khi Thuận Trị đăng cơ xong rồi, sợ ta công cao ác chủ cho nên làm suy yếu binh lực của ta và điều ta đi khỏi kinh thành. Nói dễ nghe một chút là để bổn dương hưởng thú thanh nhàn, nói khó nghe thì chính là làm suy yếu binh quyền của ta. Ta không phục, không phục. Bổn dương không phục. Xem ra Dương gia ngài đã hai mặt từ lâu. Cũng như nhau mà thôi. Vậy chúng ta có thể tiếp tục hợp tác không? Ngài muốn làm thế nào? Bà về nói với Bình Nam Dương hãy chuẩn bị nhân lực. Một khi có cơ hội thì ta nhất định sẽ... Ngài nói thật sao? Được, vậy đợi ta quay về sẽ báo lại với Bình Nam Dương. Nhưng mà Dương gia, sau khi chuyện đã thành, ngài phải có thành ý đó nha. Chỉ cần các người giúp bổn dương lật đổ Khang Hy, giang sơn nhà Thanh này, một nửa sẽ của các người. Được, nói phải giữ lời. Vậy chúng ta nên tiến hành thế nào đây? Ở trong triều, bổn dương còn một đồng đảng nữa cũng đang tìm cơ hội tiêu diệt Khang Hy. Chỉ cần diệt trừ được Khang Hy, ta ở bên này nội ứng ngoại hợp tiêu diệt dư đảng của Khang Hy. Chỉ cần các người tôn bổn dương làm vua thì bổn dương ta quyết không nuốt lời. Được, bây giờ ta quay về sẽ lập tức bẩm báo Bình Nam Dương. Thương sao? Tại sao tôi lại bị thương? Cô nương, lúc nãy ngươi có nhìn thấy người nào đi ngang qua đây không? Tôi tuần tra khắp nơi không thấy ai hết. Dương gia, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc ngươi rời khỏi đó, ngươi có dặn dò thuộc hạ của mình không được tới gần mật thất không? Dạ có. Có chuyện gì sao? Có người xâm nhập mật thất, bổn dương dùng ám khí đánh hắn bị thương. Ngươi coi, đây là vết máu. Ta đuổi tới đây thì không thấy hắn đâu nữa. Dương gia, cửu nương sẽ đuổi theo. Khoan đã, hắn đã trúng ám khí của bổn dương. Trong ám khí có cực độc, chắc chắn chạy không xa. Ngươi đuổi theo đi. Chỉ cần là ngươi nhìn thấy kẻ đó, giết ngay lập tức.
Dạ. Còn nữa, thông báo toàn phủ tất cả mọi người tới sảnh lớn tập hợp, không được sót người nào. Bổn vương muốn đích thân kiểm chứng. Hôm nay bổn vương ta phải thanh trừ nội gián. Này của sư phụ chỉ còn một viên thôi, ta chỉ bị trúng độc nhẹ, cứ chống chọi một chút, ta không thể uống nó được. Cô đã xông vào mật thất nghe lén Dương gia nói chuyện. Tôi không biết cô đã nghe được những gì, nhưng Dương gia đang rất tức giận, chỉ cần tìm được giết chết ông ta. Giờ ông ta triệu tập tất cả mọi người trong Dương phủ. Triệu tập tất cả mọi người trong Dương phủ? Ông ta muốn làm gì chứ? Ông ta muốn kiểm tra xem tay của ai bị thương, thì người đó là Giang Tế. Tay của tôi đang bị thương, vậy không thể trở về Dương phủ được. Vậy chỉ có con đường chết. Cô tới để bắt tôi có phải không? Không phải. Trên ám khí của Dương gia có tẩm độc, cô không cầm cự được bao lâu. Độc tính của Dương gia độc tới mức nào tôi không rõ, nhưng tôi có một viên giải độc hoàn, cô thử uống xem có tác dụng không. Cô không tin tôi sao? Nếu như tôi không tin cô thì lúc đầu tôi đã không giao Quảng Thiên Bá cho cô rồi. Cô đã cho tôi thuốc giải, nhưng mà hình như uống thuốc giải đầy rồi vẫn không có tác dụng gì. Thôi chứ, tôi không giải được độc của cô rồi, giờ phải làm sao đi? Dương gia đã triệu tập tất cả người trong Dương phủ, chỉ thiếu một mình cô. Vậy ông ta biết chắc đó là ai rồi? Tôi biết chứ. Tới lúc đó ông ta sẽ cố hết sức truy sát tôi. Phải, tới lúc đó mau trốn đi. Doãn Lượng, sao cô lại tới đây? Dương gia nói người đó cho công cao cường, sợ cô không phải đối thủ của hắn, cho nên kêu ta đi tìm cô. Dương gia có kiểm tra cánh của ta không? Dương gia đã kiểm tra cánh tay của ta rồi, cho nên mới kêu ta tới đây thôi. À phải rồi, đã tìm được kẻ đó chưa? Vẫn chưa. Khi ta đuổi theo tới đây thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Không thể nào, rõ ràng ta đuổi theo vết máu tới đây kia mà, sao không tìm được người chứ? Doãn Lượng, bên đó có người kìa, chúng ta đuổi theo đi. Được. Oh.
vậy có được không? Cái gì mà được hay không chứ. Sư phụ dùng thuần dương chân khí giúp Thu Quan ép độc tố ra ngoài rồi, cho cô ấy uống thêm một viên thuốc có lẽ không có vấn đề nữa. Nào sư phụ. Nhìn thấy chưa hả? Vẫn là con hiểu biết nhiều nhất. Như Sương à, con mau về núi luyện tập đi. Con không đi, con muốn ở lại đây. Con muốn đi cùng với nhị sư huynh, có đúng không nhị sư huynh? Sao hả? Hai đứa lại cãi nhau nữa sao? Không có. Trời ơi sư phụ à, không phải. Mùi coi đi, mùi làm tổn thương trái tim sư huynh rồi. Đại sư huynh, huynh nói gì vậy chứ? Mùi làm tổn thương huynh ấy hồi nào? Mùi còn dám nói. Sư phụ, người nhìn sư muội đi. Chuyện đó là vậy, lúc con trúng U Minh Chưởng, bọn họ tưởng con chết rồi, Hương Vũ muốn quả thiêu con, nhưng sư nhất định không chịu, cầm thanh kiếm muốn ép Hương Vũ. Người coi Hương Vũ có thể không tổn thương sao? Không phải làm tổn thương nhị sư huynh rồi sao? Muội thì cũng tại muội không muốn quỳnh ấy quả thiêu huynh thôi, chứ muội cũng đâu có muốn giết quỳnh ấy đâu chứ. Muội tự mình giải thích đi. Sư phụ. Ê, đừng nhìn ta, ta chỉ có trách nhiệm dạy con võ công thôi, không dạy các con yêu đương đâu ha. Uống rượu đi, uống rượu. Nhị sư huynh, sư muội nghe muội nói đi. Không cần phải nói nữa, huynh hiểu hết mà. Từ nay về sau, huynh sẽ không bao giờ không tự lượng sức nữa. Muội. Nhị sư huynh, huynh đừng nói như vậy mà. Hôm đó cũng đâu phải là muội cố ý đâu. Hồ Điệp. Hồ Điệp huynh, Hồ Điệp bị thương rồi. Hồ Điệp. Hồ Điệp. Hồ Điệp. Hồ Điệp. Sao vậy hả? Là huynh hả? Muội bị trúng ám khí. Trúng ám khí? Bị thương ở đâu? Tại sao lại trúng ám khí chứ? Sư phụ à, nhiều người bị thương như vậy suốt cả ngày hôm nay, ta chưa được nghỉ ngơi chút nào cả. À, trời ơi, qua đây, nhanh lên. Sư phụ à. Vết thương rất nghiêm trọng đó. Có cứu được không? Không cứu được. Hả? Không cứu được sao? Cho dù đó là con đường chết không lối thoát, muội cũng không thể rời khỏi. Nếu không muội sẽ không thể tìm được thứ muội cần. Sư phụ, cầu xin sư phụ hãy cứu Hồ Điệp đi. Sư phụ. Sư phụ. Dương gia. Dương gia. Sao rồi? Khi hắn bỏ chạy, tôi đã đuổi theo phía sau. Tôi và cửu nương đã chia ra hai hướng để tìm, nhưng mà vẫn không tìm thấy hắn. Chắc chắn người đó còn trong Dương phủ, chúng tôi đã cho phòng sẵn. Ủa, cửu nương đoán lượng, gọi hết tất cả những người trong Dương phủ từ trên xuống dưới tới đây đi. Bổn Dương đã nói rồi, nhất định phải kiểm tra hết từng người một. Chỉ cần có vết thương, không cần phải đối chứng, nghe rõ chưa? Dạ. Đi đi. Dạ. Ah!
Người mới tới Dương phủ của ta thì đã ức hiếp người như vậy rồi, thật là mất phong thái đại hiệp đồ. Ta đây đâu cần gì phong thái chứ, ta chẳng qua là một lão quái của Thiên Sơn thôi. Là tiểu bằng hữu của ngươi không tự lượng sức mình xông lên ta, ta chỉ giãy tay vẽ kêu hắn cút đi thôi. Nói như vậy là bổn vương còn phải đa tạ ngươi đã nương tay cho họ sao? Cứ theo căn dặn của ta mà làm đi. Dạ. Mời. Rốt cuộc ngươi tới đây là vì chuyện gì hả? Ta tới đây đương nhiên để gặp bằng hữu cũ thôi. Hả? Chỉ để gặp bằng hữu cũ thôi sao? Năm xưa các ngươi tiến quân vào Sơn Hải Quan, rồi các ngươi đã lại sửa quốc hiệu, đổi qua thành Già Thanh. Năm xưa Phúc Quận như ngươi bị thương trở về biên ngoại, đi tới núi Thiên Sơn, đã được quái lão tử ta cứu mạng của ngươi. Chắc ngươi chưa quên hả? Bổn vương không bao giờ quên. Nhưng mà lúc đó bổn vương cũng đã tặng rất nhiều vàng bạc châu báu để đáp tạ ơn rồi. Chắc ngươi cũng không quên chứ? Ta không quên. Nhưng mà số vàng bạc châu báu đó của ngươi, ta đã làm việc thiện giúp ngươi, chia cho người nghèo rồi. Đó chính là chuyện của ngươi. Đó là chuyện của ta. Nhưng mà sau khi cứu ngươi rồi, sư môn ta đã bị mất trộm một cuốn bí kíp thất truyền từ lâu. Là bí kíp gì vậy? Đó là U Minh Chưởng Pháp. Ta chưa từng nghe nói tới. U Minh Chưởng năm xưa do một quái kiệt võ lâm sáng tác ra. Lúc luyện tập U Minh Chưởng phải dùng tới 100 loại độc để luyện, nếu mà sơ ý có thể mất mạng lập tức. Nhưng mà nếu có thể luyện thành U Minh Chưởng Pháp, trong chưởng có chứa tinh phong cực độc, xuất chưởng sẽ dồn người ta vào chỗ chết. Hả? Cũng chính vì chưởng pháp này quá mức độc ác, sư môn ta sau khi lấy lại được đã phong tỏa nghiêm ngặt. Khi cứu Phúc Quận Dương ngươi, cuốn bí kíp đó cũng đã biến mất luôn. Lúc đó bổn vương bị thương đã được người cứu giúp, bổn vương ta cảm kích vạn phần, sao có thể lấy trộm bí kíp của người chứ? Hơn nữa, người thấy bổn vương giống với phường trộm cắp hay sao hả? Xem ra người không giống phường trộm cướp, mà có hơi giống với bọn trộm chó trộm gà hơn. Người! Được rồi, ta cũng biết ta ngồi sai chỗ và ngồi chỗ của người. Đừng trợn mắt nhìn ta chầm chầm như vậy nữa. Ta chỉ muốn nói với người, mặc dù ta không biết ai đã lấy trộm bí kíp, nhưng mà trời biết, đất biết, người lấy trộm biết. Bây giờ U Minh Chưởng xuất hiện trên giang hồ, ta có trách nhiệm phải lấy nó về. Ngươi tự cẩn thận xử lý cho tốt đi ha. Cao Tần. Phản rồi, phản rồi. Đúng là quá đáng thật mà. Thì ra Thiên Sơn quái lão tử này là sư phụ của bọn Âu Dương Đức. Cũng may bổn vương không sử dụng U Minh Chưởng đối phó với chúng, nếu không hắn sẽ không rời khỏi đây dễ dàng như vậy. Lão già đó võ công thâm sâu khó lường, bổn vương cũng không dám chắc có thể đánh thắng hắn, cho nên tuyệt đối không để cho Âu Dương Đức và đồng bọn hắn sống ở trên đời này. Nếu không bọn chúng sư đồ cùng liên thủ, vậy thì bổn vương ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối rồi. Cẩn thận đó. Hey, Âu Dương đại hiệp, huynh tới rồi. Có bằng hữu huynh nữa hả? Nè, đây là nữ nhi hồng mà tôi đã chuẩn bị dành cho huynh đó. Được. Âu Dương đại hiệp à, quán nhỏ này của tôi không có đồ mồi lửa, tôi phải lên núi đốn một chút củi sẽ nhanh chóng quay trở về. Huynh coi quán giùm tôi nghe. Đi đi. Đa tạ huynh nghe. Ngồi xuống đi. Chị...
Sao rồi, muội thấy khỏe hơn chưa? Khỏe nhiều rồi, đa tạ quân. Muội cũng đã cứu ta nhiều lần rồi, giữa hai chúng ta không cần phải nói lời đa tạ với nhau đâu. Thực ra chuyện mà muội nói, sư phụ của ta đã tới Dương phủ tìm hiểu giùm muội. Phúc quận Dương đang triệu tập đám người đó tới để nghiệm thương, nhưng bây giờ muội đang bị thương, nếu để về trở về e là không ổn đâu. Cũng phải, cụ nương đã từng nói cho muội biết tánh của Phúc quận Dương rất đa nghi, hắn còn phái Doãn Lượng điều tra muội. Xem ra muội không thể về Dương phủ được nữa. Không được, muội nhất định phải về đó, muội còn có thứ cần phải tìm. Thật ra muội muốn tìm cái gì chứ? Ta sẽ giúp muội. Âu Dương Đức, đó là chuyện riêng của muội, Quỳnh để muội tự làm là được rồi. Quỳnh cứ mặc kệ muội đi. À phải rồi, trước đây muội nghe lén được Phúc quận Dương với lại Dương Phi hình như họ đang có âm mưu, đang muốn mưu phản đó. Mưu phản? Được, về chuyện này ta sẽ điều tra thử. Vậy muội vẫn phải trở về sao? Đương nhiên muội phải về rồi, nhưng mà muội không biết là có thể giấu được Dương gia hay không. Sư phụ của ta có thể đã tới quầy quận Dương phủ rồi. Cho nên ta muốn thực hiện một cách này. Nhị sư huynh. Sư muội, ta đã nói rồi, muội đừng có tới gần ta, ta không nhìn đâu. Ta không nhìn. Nhị sư huynh, huynh bỏ tay xuống đi mà. Nhìn muội, nhìn muội. Nhị sư huynh, nói cho huynh biết, nếu như huynh còn không nhìn muội, muội sẽ xuống tóc làm nghi cô. Ê, nè, sư muội. Sư muội, ta chỉ nói tạm thời không muốn gặp muội thôi, chứ có nói không bao giờ gặp muội đâu. Sao muội một mực ép ta phải nhìn muội chứ? Muội muốn huynh nhìn muội, muốn huynh nhìn muội, muốn huynh mãi mãi đều phải nhìn muội. Ta không được. Ta nhìn muội, ta sợ ta. Sợ cái gì? Ta sợ. Sợ huynh sẽ yêu muội sao? Ta Nhị sư huynh, thật ra lúc quả táng đại sư huynh ngày hôm đó, muội làm vậy với huynh là muội không đúng, muội cũng rất hối hận. Sau đó muội suy nghĩ rất nhiều, muội đã nghĩ tới chuyện tự sát. Hả? Sau đó là Chu tỷ tỷ đã cứu muội, tỷ ấy đã khuyên muội rất lâu, muội mới bỏ ý định sẽ tự sát. Lúc đó muội đang ở Bành phủ, ban ngày muội cũng nghĩ, tối cũng nghĩ. Muội cảm thấy đại sư huynh đối xử với muội rất tốt. Đại sư huynh, ta thực sự không muốn nghe nữa. Nhưng mà nhị sư huynh, huynh tốt với muội hơn. Hả? Muội cảm thấy ta tốt với muội hơn sao? Ừ. Sư muội, ta đã nói rồi mà, muội đừng suy nghĩ điều gì hết, chỉ nghĩ tới chuyện ta tốt với muội là được rồi. Không phải bây giờ muội mới nghĩ, mà trước giờ muội đều nghĩ như vậy đó. Là do muội quá bướng bỉnh. Nhị sư huynh, như sương ở đây cúi đầu tạ lỗi với huynh. Ê, sư muội. Sư muội à, muội yên tâm đi, cho dù muội có nói gì thì nhị sư huynh cũng không trách muội đâu. Là huynh nói đó nha. Sau này huynh không được bỏ mặc muội. Sư muội, sau này ta sẽ không bỏ mặc muội nữa. Vậy huynh thề đi. Được, ta sẽ thề, ta xin thề. Nhị sư huynh, thật ra tình cảm ở trong lòng muội, mong huynh có thể cho muội thời gian để hiểu rõ hơn. Muội yên tâm. Ừ. Ta sẽ không ép muội nữa. Ừ. Sư muội, nếu như muội thật sự thích đại sư huynh, ta cũng dốc sức ủng hộ cho muội, ủng hộ tình cảm của muội với đại sư huynh.
Thật ra không nghiêm trọng như vậy đâu mà nhị sư huynh. Muội rất thích đại sư huynh, nhưng mà đại sư huynh không có thích muội. Muội đâu còn cách nào khác, cũng không thể gượng ép được. Thật ra nhị sư huynh, như bây giờ muội nhớ đại sư huynh, nhưng mà muội không thể sống một ngày mà thiếu huynh. Sư muội, muội yên tâm, ta hứa với muội, từ nay về sau, cho dù muội có làm chuyện gì, ta cũng đều ủng hộ muội. Hương Vũ huynh, à, Thu Quan, Thu Quan, vết thương lành chưa? Ta vẫn chưa cảm tạ lệnh sư, đa tạ ơn cứu mạng của lão nhân gia. Thu đại ca, sư phụ của tôi là Quái Lão Tử, con người của sư phụ còn quái lạ hơn đại sư huynh. Chỉ cần người ra tay cứu người thì không cần phải trả ơn đâu. Nếu như người muốn cứu huynh thì huynh sẽ sống, nếu như người mà không muốn cứu huynh, huynh muốn sống cũng không sống được. Phải đó Thu Quan, chúng ta đừng nên khách sáo nữa. Sư muội nói là Bành đại nhân đã đưa thiên bá vào kinh, cho nên chúng ta có thể yên tâm rồi. Phải. Hơn nữa Thu đại ca, sư phụ tôi còn nói là thấy kỹ năng của huynh cũng khá, người muốn đại sư huynh với nhị sư huynh dạy cho huynh một ít võ công đó. Thật sao? Vậy thật cảm tạ lệnh sư. Hương Vũ huynh, bây giờ ta đang lo thiên bá lên kinh không đơn giản như vậy. Sao lại không đơn giản? Chẳng phải đã hạ thánh chỉ chọn làm phò mã sao? Hương Vũ huynh, huynh thử nghĩ xem, nếu như hoàng thượng muốn triệu thiên bá làm phò mã, vậy có thể hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ. Hoàng thượng cần gì phải hạ mật chỉ chứ? Phải. Huynh nói như vậy cũng có lý. Nói như vậy không phải hoàng thượng đã hạ chỉ, vậy thì ai to gan dám hạ mật chỉ như vậy? Huống chi là vị công công đó rất giống từ kinh thành tới đây. Công công đó không có vấn đề, ta chỉ là không thể hiểu mật chỉ đó thực ra là đang giấu huyền cơ gì. Thu Quan, như vậy đi, chúng ta cùng vào kinh. Được. Sau khi đại sư huynh nghe muội nói lại chuyện này, huynh ấy cũng muốn vào kinh, vậy hay là chúng ta đợi đại sư huynh tới rồi chúng ta cùng đi luôn? À, hậu điệp cô nương, sao cô bị thương vậy? Có người xông vào đây đã chém ta bị thương. Dương gia có lệnh, tất cả mau vào phòng khách. Dạ. Cô có chuyện gì vậy? Vết thương của cô. Có người đã giúp tôi trị khỏi. Lần này không biết có qua được ải này không. Cô đang làm gì vậy? Vậy mới giống chứ. Cứ đi. Tại sao hai người đều bị thương vậy? Lúc nãy có người bịt mặt võ công vô cùng lợi hại, không chỉ có binh sĩ bị thương mà cả ta và hầu điệp cũng bị hắn đánh bị thương. Vậy sao? Binh sĩ ở sau phòng ta toàn bộ đều bị thương hết. Ta nghĩ chúng ta đi bẩm báo với chủ gia trước đi, mau. Bắt ta phải đợi trong này không cho ra ngoài, vậy còn thiên bá vào kinh, nếu thực sự được làm phò mã, vậy phải làm sao đi chứ? Không thể nào, ta không thể ở đây được nữa, ta phải ra ngoài thôi. Nè trời ơi, các người để ta ra ngoài đi mà. Tiểu nhân chỉ phụng lệnh của dương gia làm thôi, xin bố lật gia hiểu cho. Ngươi, ta hiểu cho các ngươi, ai hiểu cho ta đây hả? Hả? Các ngươi có biết là các ngươi làm vậy là lỡ việc lớn của ta hay không đây chứ? Nè, tránh ra đi. Các ngươi, hai người các ngươi thiệt là lại giở trò gì nữa? Có thích khách, cứu ta với, cứu ta. Ai đó? Chú cô nương,
Chú cô nương mở cửa đi. Chú cô nương. Chú cô nương. Chú cô nương. Có nhìn thấy một kẻ bịt mặt không? Chú cô nương, bên ngoài có chuyện gì sao bà Mỹ vậy? Có thích khách xông vào Nhân phủ. Thích khách hả? Chú cô nương, cần thuộc hạ điều binh tới bảo vệ hay không? Không cần đâu, ta sẽ đóng cửa kỹ lại. Các người mau chóng tìm đi. Dạ. Ngươi là ai? Cô là người của quận Dương Phủ. Tại sao cô lại cứu ta? Thật ra tôi không phải là người của Dương Phủ. Bình Nam Dương Phi là cô của tôi. Tôi tên là Chu Ngọc. Hả? Chu Ngọc? Vậy Chu Thước đó là... Chu Thước là đại ca tôi. À, cô là muội muội của Chu Thước. Như Sương hay nhắc tới Chu cô nương, có phải là cô không? Như Sương, cô đang ở đâu? Có phải là huynh, là đại sư huynh của cổ không? Tại hạ Âu Dương Đức. Âu Dương đại hiệp sao lại ở đây vậy? Mấy hôm trước Như Sương cứ luôn miệng nhắc tới huynh đó. Vậy sao? Vậy chắc là muội ấy không nói tốt về ta rồi. Không có. Như Sương nói cô là một cô nương công tử rất phân minh. Hèn gì Bành đại nhân lại thích cô như vậy. Hay, cô với Bành đại nhân thật sự rất xứng đôi. Nhưng mà cô chuẩn bị đưa tôi về Quảng Đông rồi. Vậy sao? Nếu như cô trở về Quảng Đông rồi, cô với Bành đại nhân sẽ ít có cơ hội gặp nhau. Bây giờ tôi rất phiền não về chuyện này. Nhưng mà tôi cũng không biết tôi phải nói thế nào mới có thể không phải quay về đó. Cứ giao cho ta, ta xử lý cho cô. Thật sao? Ừ. Như Sương nói cổ vô cùng sùng bái huynh. Nói ở trên giang hồ gọi huynh là quá hiệp Âu Dương Đức. Võ công cũng rất cao cường, mưu kế cũng rất nhiều. Âu Dương đại hiệp, lần này thật sự làm phiền huynh rồi. Cô đừng khen ta như vậy. Bành đại nhân là bằng hữu tốt của ta. Chuyện của đại nhân chính là chuyện của ta. Muốn gì ta cũng nên nghĩ tới chuyện chung thân đại sự của đại nhân, có phải không? Vậy hay là huynh cứ ở trong phòng tôi đợi đi. Tôi sẽ ra ngoài xem thử giúp huynh. Nếu không có ai tôi sẽ báo cho huynh biết. Nếu vậy làm phiền cô nương. Hả? Đúng là một vị cô nương rất tốt. Tâm nhìn của đại nhân đúng là không tệ. Người làm mai này ăn chắc rồi. Một lũ ăn hại, một tên hắc y đánh các người bị thương tới như vậy. Lui ra hết đi. Dạ. Các ngươi tiếp tục triệu tập người ngựa đi tìm khắp nơi cho ta. Dạ. Dương gia, ngươi xem. Cả hai ngươi cũng bị thương sao? Lúc nãy có một kẻ bịt mặt võ công vô cùng cao cường, hắn tới đánh tôi bị thương trước. Hồ Điệp vì cứu tôi cũng ra tay đánh vào với hắn, cuối cùng cũng bị hắn đánh bị thương. Phải, kẻ đó võ công cao cường, đao pháp ác liệt. Tôi không phải đối thủ của hắn ta. Một tên hắc y nhân làm náo loạn cả Dương phủ của ta, còn dám đại khai sát giới sao? A Mã ơi, đại khai sát giới rồi, đại khai sát giới rồi. A Mã ơi, cô nói người nghe nè. Người hả, đánh hai hộ sĩ mà người phải tới đi. Được rồi, đừng nói nữa. Các ngươi tiếp tục truy bắt hắn cho ta. Dạ. Khiến lão phu tức chết mà. Kẻ đó thực ra là ai chứ? Võ công cao cường tới như vậy, cả Hồ Điệp và Cửu Nương đều bị thương rồi. Lẽ nào là hả, Âu Dương Đức sao? Dương gia, tôi thấy không giống. Võ công của người đó cao hơn Âu Dương Đức rất nhiều. Đúng. A Mã, con đang đau muốn chết luôn nè. Có phải người có kim sang dừa không? Mau lấy được ra rồi, cho con. Được rồi. Con vào trong phòng của A Mã lấy đi. Ta đi lấy thuốc.
có kẻ vào đây, tất cả mọi người đều bị đả thương, riêng chỉ có mình Doãn Lượng ngươi không bị thương thôi. Dương gia, tôi không hiểu rõ ý của người nói. Doãn Lượng, ngươi đầu quân bổn Dương rốt cuộc là có mục đích gì? Dương gia xin hãy tin tiểu nhân, Doãn Lượng với Dương gia tuyệt đối luôn hết mực trung thành. Được, bổn Dương tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng mà đối với chuyện này bổn Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Dương gia. À, Bình Nam Dương Phi, mời ngồi. Được. Cổ nương Hồ Điệp, các ngươi lui xuống băng bó vết thương đi. Doãn Lượng, ngươi cũng lui xuống đi. Dạ. Dương gia, chuyện xảy ra lúc nãy ta đã biết hết rồi. Đối phương cũng thật sự quá lợi hại. Hắn khiến ngài không điều tra ra được gian tế ở đây là ai. Người yên tâm đi, sẽ có một ngày điều tra ra được thôi. Nhưng mà bổn Dương lo lắng chuyện này bị tiết lộ ra ngoài. Bổn Dương lập tức gửi bộ câu truyền tin về kinh thành, để nghĩ cách nhanh chóng kết thúc tính mạng của Khang Hy. Còn nữa, về chuyện đó của chúng ta thì... Chuyện đó ngài yên tâm. Mấy hôm nay ta cũng điều dưỡng khỏe hơn rồi, đang chuẩn bị vài hôm nữa trở về sẽ bẩm báo chuyện này tới Bình Nam Dương. Được, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Vô duyên vô cớ lại bị chém một đao. A Mã chỉ kêu ta thoa một ít thuốc thì đã nhốt ta trong này để dưỡng thương, không cho ta ra ngoài nữa. Thật sự chán chết đi được, chán chết đi được mà. Không được, Ta phải ra ngoài. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Hả? Là ta. Ê, sao lại là ngươi chứ? Trời ơi, bỏ xuống. Ý. Không phải chúng ta là bằng hữu sao? Phải ha. Ngồi. Được. Ê, ngươi vào phòng ta để làm gì vậy? Nếu chúng ta là bằng hữu, ta không tới thăm ngươi được sao? Được chứ. Gần đây có người võ công cao cường vào trong phủ của ta, đều chém lên tay mỗi người một đao á. Người đó có phải là ngươi hay không? Sao ngươi biết đó là ta? Bởi vì người có võ công cao cường chính là ngươi, cho nên ta nghĩ... Ta tới tìm ngươi là có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp ta. Chuyện gì vậy? Muốn nhờ ngươi giúp ta tác hợp cho một đôi quyên ương. Quyên ương? Bình Nam Dương Phi có một cô cháu gái tên là Chu Ngọc, ngươi có quen không? Có quen. Đang ở đây có phải không? Đúng rồi. Nhưng nghe nói Dương Phi sắp về quán phải đó rồi. Ta muốn ngươi tìm cách giữ Chu Ngọc ở lại. Thì ra nhân duyên ngươi nói là tái Chu Ngọc hả? Ta không quan tâm đâu. Ta biết là ngươi không quan tâm rồi, nhưng mà có người quan tâm đó. Người mà ngươi đang nói không phải là Tiên Bá đó chứ? Trời ơi, không được. Ơi, ta phản đối. Là Bành đại nhân. Hả? Bành Bằng. Nếu vậy xem ra họ cũng rất xứng đôi nha. Ngươi đã gặp rồi sao? Ta đương nhiên gặp rồi. Lúc ta còn ở dịch quán, ta đã nhìn thấy hai người họ có vấn đề. Họ còn liếc mắt đưa tình, còn tưởng người khác không biết nữa chứ. Chắc là ngươi không biết hai người đó hả? Người này nhìn người kia nhìn người này. Ôi trời, đúng. Chính là ánh mắt này nè. Ôi trời, khiến ta nổi hết da gà luôn à. Hứa thiệt tình à. Nguy hiểm, ta rất là sợ. Đừng vậy nha, sợ lắm. Vậy thì tốt quá. Nếu người đã biết rồi, chuyện này ngươi có thể giúp được không? Đương nhiên là phải giúp rồi. Nếu như ngươi nói với ta rồi, chắc chắn ta sẽ giúp. Ngươi hứa rồi chứ? Hả? Chuyện này giao cho ngươi đó. Ta đi trước đây. Ê, nè. Ngươi tính đi đâu vậy? Đi kinh thành. Đi kinh thành để làm gì? Bởi vì A Mã của ngươi. A Mã ta? A Mã ta làm sao? Mặc dù Bối Lạc bây giờ tính tình đã thay đổi, cũng có được sự chính nghĩa, nhưng Phúc Quận Dương vẫn là cha của hắn. Nếu ta nói với hắn cha hắn muốn làm phản, lỡ như hắn nói với cha hắn thì sẽ rắc rối to. Trời ơi, ngươi đừng có ấp úp mà mở nữa, mau nói cho ta biết đi. A Mã ta làm sao vậy hả? Có phải nguy hiểm tới tính mạng hay không hả? Yên tâm đi, A Mã ngươi không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Nhưng mà A Mã của ngươi đã làm ra một chuyện, nên ta buộc phải vào kinh một chuyến. Đã hiểu rồi chứ? Sao mà ta hỏi cả buổi trời không có câu trả lời nào giống như ta nghĩ vậy? Chuyện này sao mà ta nghĩ hoài không thể hiểu ra vậy?
Sư phụ, người đi nữa sao? Đây là thiên hạ của tuổi trẻ các con. Nếu như ta không đi, chẳng phải đã giành hết phong thái các con sao? Sư phụ à, người yên tâm đi, người không giành được phong thái của tụi con đâu. Nhưng mà nếu người ở lại, có thể lấp đầy đội ngũ của tụi con, có đúng vậy không? Đúng vậy. Không cần đâu, có đại sư huynh con ở đây là được rồi. Ê, sư phụ, hay là người ở thêm vài ngày đi. Tụi con vẫn chưa được ở bên người bao lâu. Ta phải về núi hái thêm một ít thảo dược dòng thành sư thái. Luyện ra vài viên tiểu hoàng đơn. Ta phải về đó luyện đại hoàng đơn, để xem thử ta có thể cải lão hoàng đồng hay không. Đa tạ ơn cứu mạng của lão tiền bối, Thu Quang khắc ghi trong lòng. Gọi lão tiền bối cái gì, nhìn ta già lắm sao? Thu Quang. Sư phụ, người không già chút nào, nhìn người rất là trẻ luôn. Cái miệng của con. Bởi vậy nên sư phụ thích nhất là mùi đó. Phải đó. Thu Quang, huynh đừng có giận nha. Xưa nay sư phụ ta luôn như vậy. Ta hiểu mà. Chính là vì có được sư phụ tài giỏi tới như vậy, nên mới có những đệ tử xuất sắc như vậy. Sư phụ, người ta đang khen người đó, nể mặt người ta chút đi. Phải đó sư phụ. Thu Quang, con người của người cũng được lắm. Cái này tặng cho người. Nhớ luyện cho tốt đó nha. Nhanh đi. Đa tạ lão tiền bối hậu ái. Sư phụ, tụi con cũng muốn nữa. Con cũng muốn. Thật sự chịu thua các con rồi. Võ công tới bây giờ cũng chưa phải là đối thủ của người ta ha. Thật ra làm ta mất mặt mà. Phải đó. Ở đây có hai quyển Thiên Sơn Kiếm Pháp, các con đã luyện thành rồi. Đây là Thiên Sơn Kiếm Trận, các con vẫn phải tiếp tục luyện đi. Đây chính là Bách Thảo Giải Độc Kinh. Sư tổ con năm xưa ở trên Thiên Sơn, đem những gì người biết và thảo dược giải độc đều viết trong này. Con giữ lấy đi, có lẽ cần dùng đó. Sư phụ yên tâm, con sẽ dạy mọi người luyện thật tốt. Sư phụ, phải rồi, không nói chẳng phải người chỉ dùng một ngón tay điểm như vậy thôi. Hắc y nhân đó đã chạy rồi sao? Con cũng muốn học chiêu đó. Trình độ của con vẫn chưa đủ. Muốn luyện thuần dương chỉ có Âu Dương Đức mới luyện được. Nhưng tại sao con không thể luyện thuần dương chỉ chứ? Con vẫn không thể luyện. Con đào hoa soi chiếu, tinh thần bất định, tính còn bốc đồng, tràn đầy xuân sắc. Sư phụ à, sao người có thể nói con như kẻ háo sắc vậy chứ? Sư phụ nói chính xác. Huynh nói cái gì vậy? Con vẫn phải luyện thần dương chỉ cho thật tốt đó. Đợi con luyện xong rồi thì dạy cho Hương Vũ. Con nhất định sẽ cố gắng luyện sư phụ. Sau đó dạy cho đệ. Sư phụ à. Được đó. Người cũng quá thiên vị rồi đó. Người truyền thuần dương chỉ cho đại sư huynh và nhị sư huynh, vậy còn con thì luyện gì? Con luyện thần dương chỉ cái gì? Thứ con nên học là hiền thục nhân hậu, diệu dàng thùy mỹ, tam tộc tứ đức đó. Trời ơi, được rồi sư phụ à, người đừng có nói nữa. Người nói thêm một lúc nữa lại phải luyện cầm kỳ thư quả gì đó, luyện thêm gì nữ công theo thùa đủ hết cả mọi thứ. Con học không có nổi. Con coi con đó. Nếu muộn như vậy thật, tụi huynh sẽ không chịu nổi đâu, có đúng không? Sư phụ, Phúc Quận Dương đó hình như có ý định mưu phản. Con muốn vào kinh thành xem thế nào. Vậy các con cứ xử lý cho tốt những chuyện mình muốn làm. Ta phải đi đây. Cung điện sư phụ. Nhanh như vậy sao? Sư phụ đâu? Sao không thấy đâu hết vậy? Sư phụ của chúng ta đúng là quái dị.